Dạ, em xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay tiếp tục thanh lý mấy cây trang Mỹ Hồng nha anh chị. Đó, cây cực kỳ đẹp, đâm chồi sống khỏe hết nha anh chị. Mặt hoa thì em có để góc phải màn hình ha, cô chú của anh chị có thể thấy ha. Mặt hoa thì em có để góc phải màn hình nha cô chú anh chị. Trang Mỹ Hồng ha, cái này nữa em mớp giấy vô mấy cái chồi nó có dập dập hơi hơi, anh chị thông cảm nha. Như mấy cái này nè, gãy nè, chị về cắt bỏ rồi ha. Tại vì đâm chồi sống khỏe hết rồi, bán rẻ cho mình chơi luôn. Hoành 20, chiều cao 28, cặp này đẹp lắm nha anh chị. Đường kính bầu 20. Đó, nè anh chị coi nè, củ đế nè hết biết luôn nè ha. Cặp này cực kỳ đẹp luôn ha, mã số 145, cặp này 350.000 em bao ship tặng nhà của chú anh chị em luôn ha. Siêu rẻ luôn, hồi đó bán một cây 1.300.000 nha anh chị. Rồi tiếp theo 146. Đó, cái này nó gãy đọt ha anh chị. Nó bị gãy, em làm nhiều quá, để chung quá nó nhiều quá nó gãy á. Chơi cây dễ sống đó, Mỹ Hồng dễ sống lắm nha chị. Để giá yêu thương cho mình chơi luôn. Quanh 16. Chiều cao 29. Chiều cao 29. Rồi, cặp này để 250.000 thôi, bao ship luôn. Giá cực kỳ yêu thương luôn. Này là giá mềm lắm nha anh chị. Xả cho nó hết hàng luôn anh chị ơi. 147. Quanh 15. Chiều cao 37. Rồi cặp này giao lưu anh chị mình là 300.000 anh chị ơi, bao ship tặng nhà luôn ha. 147. Rồi tiếp theo 148. Trang Mỹ Hồng em, hồng hoa rất là đẹp anh chị. Mặt hoa em có để góc phải màn hình ha. Cái này anh chị về mà trồng cành nó ra già đó, anh chị tỉa đọt ra là ra hoa ha. Mỹ Hồng nó ra hoa là đầy cây luôn anh chị. Bao phê luôn ha. 148. Quanh 16. Chiều cao 36. Rồi cặp này cũng 300.000 thôi, bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị mình chơi luôn. Đó. Rồi tiếp theo 149. Quá đẹp luôn nha anh chị. Quanh 16. Chiều cao 59. Rồi 149. Rồi cặp này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình là, rồi em để rẻ 250.000 bao ship tặng nhà. Này là em ship toàn quốc luôn anh chị. Chị ở đâu em cũng ship được cho anh chị yên tâm ha. 150. Đó. Quá đẹp luôn anh chị ơi. Này nó hơi ồn ha anh chị, chị thông cảm giúp em ha. Quanh 14. Quanh 14. Chiều cao 31. Chiều cao 31, mã số là 150. Rồi cặp này em giao lưu 250.000 bao ship tặng nơi cho cô chú anh chị mình chơi luôn. Giá cực kỳ yêu thương và hữu nghị cho quý anh chị mình ha. Rồi tiếp theo 151. Ồ, cặp này cũng tuyệt đẹp luôn nha anh chị. Cây nào nấy đế nè, bao đế luôn ha. Quanh 16. Chiều cao 32. Rồi cặp này giao lưu anh chị mình 300.000 thôi, bao ship tặng nhà luôn. Rồi tiếp theo 152. Rồi tiếp theo 152. Đó. Còn mấy cặp để rẻ anh chị chơi luôn. Quanh 17. Chiều cao 30. Đó, 152. Rồi cặp này giao lưu anh chị mình là 300.000 nha, bao ship tặng nhà luôn. Rồi tiếp theo 153. Quanh 16. Chiều cao 52. Chiều cao 52. 153. Rồi cặp này giao lưu anh chị mình 250.000 bao ship. Rồi tiếp theo 154. Chị mình lỗ bán cây có 30 à. À 154. Đó, cây cực kỳ đẹp nha cô chú anh chị. Đó nè. Tàn rất là đẹp ha. Quanh 16. Chiều cao 38. Rồi 154, cây này giao lưu ha, cặp này giao lưu anh chị 250.000 nha, bao ship tặng nhà cho mình luôn. 154. Rồi tiếp theo 155. Đó, cực kỳ đẹp luôn nha anh chị. Nè, củ đế chà bá luôn nè. Còn mấy cây nữa hết rồi, xả cho nghỉ Tết luôn anh chị ơi. Quanh 13. Chiều cao 32. Chiều cao 32, mã số là 155. Rồi cặp này giao lưu anh chị cũng 250.000 bao ship tặng nhà luôn. Đó, giá cực kỳ mềm yêu thương luôn nha anh chị. Đó, cặp này bự nha anh chị. Đó. Mã số là 156. Củ chà bá luôn kìa.
cái này nó chưa có khui ra đó anh chị, tại hộp của cây này chưa khui ra, mấy cái này em khui làm bầu lên nè. Quanh 17. Chiều cao 33. Chiều cao 33, mã số là 156. Rồi cặp này 300 ngàn thôi anh chị ơi, bao ship tặng nhà luôn. Rồi tiếp theo 157. Ôi cặp này cũng cực tuyệt vời luôn nha cô chú anh chị. Trang Mỹ Hồng ha, bông rất là đẹp nha anh chị. Quanh 17. Chiều cao 30. Chiều cao 30. Rồi cặp này giao lưu anh chị mình 300 ngàn ha, em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị. Dạ em xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay xin giao lưu với cô chú anh chị mình cái lô sam trái nha. Cây đâm chồi sống khỏe hết nha cô chú anh chị. Đây, thuần chậu luôn rồi. Nay em xả luôn ha, bán giá hữu nghị cho cô chú anh chị mình chơi luôn ha. Rồi mã số đầu tiên là mã số T1. Này em đo hoành một cây thôi nha anh chị. Mấy cây khác chị so sánh với cây dứt lông giúp em ha. Quanh 10. Chiều cao 16. Đó, T1. Đó, chị coi ha. Cây nè, bự hơn cây dứt lông ha. Rồi cặp này 300 ngàn thôi chị ơi, bao ship tặng nhà, mã số T1. Rồi, tiếp theo mã số T2. Đó. Cây rất là đẹp ha. Rồi, T2 cây này giao lưu với cô chú anh chị mình là 300 ngàn luôn nha anh chị, bao ship tặng nhà luôn ha. T3. T2 nha cô chú anh chị, T2 300 ngàn em bao ship ha. Rồi tiếp theo mã số T3. Từ từ anh ơi, T3 nè chị, nó so sánh cái chiếc lông giúp em ha, để cái chiếc lông nhìn nè, cực kỳ quái luôn. Rồi cũng 300 ngàn em bao ship tặng nhà, T3. Rồi tiếp theo T4, cây co lắc lắm đó nha anh chị nè. Đó, để rất là đẹp luôn. Rồi mã số là T4. Rồi cũng 300 ngàn em bao ship tặng nhà cho mình luôn ha. Rồi T4. T5. Này mã số là T5. Đó, T5 nha anh chị. Đó, quá trợn luôn nè. Đó. Rồi T5 cũng 300 ngàn em bao ship tặng nhà luôn, mã số T5. Rồi tiếp theo T6. Cây co là cây sống khỏe thân chậu nha anh chị. Xăm trái thì bảo hành 100% cho mình luôn. Đó, T6. Ồ T6 nó có cây này nó bị lỗi miếng chỗ này nha anh chị. Thôi để cái cặp này vô luôn chị, 200 ngàn thôi ha. Có bị lỗi bán rẻ ha. T6. Rồi T7. Đó, nè, cây cực kỳ quái nè anh chị coi ha. Đó, thằng này cũng vậy nè. Đó, mã số là T7. Rồi cũng 300 ngàn em bao ship. T8. Cây cực kỳ quái nha anh chị. Đó, xăm trái bảo hành 100% cho mình luôn. Rồi T8 cũng 300 ngàn em bao ship. T9. Ồ, cây cò quái luôn, xăm trái anh chị. Rồi T9 cũng 300 ngàn em bao ship tặng nhà cho mình luôn, T9. Rồi T10. Ồ, cây này cực kỳ quái luôn ha. Rồi mấy lô này để anh chị 250 thôi. T10 250 ngàn em bao ship. Rồi tiếp theo T11. Cực kỳ quái luôn nha cô chú anh chị. T11 250 ngàn em bao ship. Rồi tiếp theo T12. Chị vô sánh cây dứt lông nha, cây sống khỏe thường chậu của chú anh chị yên tâm ha. Hôm nay sang bán xả luôn chị ơi. Rồi T12 cũng 250 ngàn mà bao ship luôn nha anh chị. T12. T13. Đó. T13. Rồi để rẻ 250 ngàn bao ship luôn. T13. T14. Cây sống khỏe thường chậu do đó của chú anh chị yên tâm nha. Đó, T14 cũng 250 ngàn. T15. Quá quái luôn. Rồi T15 cũng 250 ngàn. T16. Quái lắm nha anh chị, đế rất là đẹp luôn kìa. Cây đó đế đẹp luôn kìa. Rồi T16 cũng 250 ngàn. T17. Đó, cò quái, cây đâm chồi sống khỏe hết nha, thường chậu lâu rồi nha anh chị. T17. Rồi cũng 250 ngàn em bao ship. T18. Đó. Rồi cũng 250 ngàn thôi chưa. T18. T19. Rồi T19 cặp này 200 ngàn thôi chưa. T19. T20. Đó, có cây lùn cây nhỏ ha. Đó, cây này lùn nhưng mà đế nó đẹp nữa. Còn cây kia có tàn đẹp luôn. Rồi T20 cũng 250 ngàn. Thôi cây này 200 ngàn nữa chứ. T20 200 ngàn luôn nha anh chị, bao ship tặng nhà cho mình luôn. Dạ em xin kính chào tất cả cô chú anh chị.
Hôm nay em xin giới thiệu giao lưu với cô chú anh chị một số là dụng cụ phục vụ cho cây cảnh nha cô chú anh chị. Đầu tiên là dây nhôm. Dây nhôm là dây nhôm nhà em là dây nhôm đen loại 1. Đó, bao hàng mềm dẻo cho cô chú anh chị luôn. Nó có từ 1 ly cho đến 6 ly, từ 1 ly đến 6 ly ha. Ha, bao mềm dẻo luôn nha cô chú anh chị. Hàng chất lượng đàng hoàng ha. Cô chú anh chị nhận hàng cứ kiểm tra thoải mái ha. Này em bán là 150.000 một ký. Em bao ship tặng nhà cho mình luôn. Đó. Từ 1 ly đó cho đến 6 ly. Đây loại bự đây. Đó. Cây mềm dẻo luôn. Từ 1 ly đến 5 ly, giá là 150.000 một ký. Em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Dạ tiếp theo em xin giao lưu với cô chú anh chị là lưỡi cưa tớp, một cây cưa tớp nha anh chị, một bộ. Đó. Cưa tớp là gồm cán, lưỡi và một cái hộp như thế này nha cô chú anh chị. Đây. Đó. Trọn bộ của nó ha. Mấy cưa hàng cưa này em bao bán ha cô chú anh chị, về mở ra cứ cưa thử ra. Bán thì nhận hàng giúp em nha cô chú anh chị. Giá một bộ này là 120.000. 120.000 bao ship cho mình luôn ha. Cưa tớp nhiều vụ để cưa mấy nhánh bự đó cô chú anh chị. Đó, 120.000 một cây. Đó, cưa tớp ha, gồm một bộ thế này nha cô chú anh chị. Đó, 120.000 một cây em bao ship. Cô chú anh chị và nhận hàng có thể mở ra cưa thử cái nhánh nào đó. Ha, thấy bán thì nhận hàng giúp em ha. Rồi tiếp theo là lưỡi cưa tớp. Cái lưỡi này á là trong một cái hộp như thế này nha cô chú anh chị. Đó, trong cái hộp như thế này. Em mới tháo một cái lưỡi ra cho cô chú anh chị xem đó. À, một lưỡi như thế này là 80.000 em bao ship. À, cô chú anh chị mua thêm cái gì nữa nghe cô chú, tại vì nếu mà mua một lưỡi này không em ship thì tiền ship nó cũng bằng tiền là ấy luôn rồi chị, cô chú anh chị ơi ha. Rồi tiếp theo là một lưỡi như thế này là 80.000 cô chú anh chị. Giả bộ như cô chú anh chị ở nhà có cái cưa này rồi nhưng mà cái lưỡi cô chú anh chị mà nó bị lục rồi đó, cô chú anh chị cần thay thế á, thì em bán lưỡi 80.000 bao ship một cái lưỡi nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo là cái kìm cắt kẽm. Kìm cắt kẽm hàng này là hàng của Nhật nghe cô chú anh chị. Em bao sắc bén cho cô chị luôn, mở ra cắt dây nhôm mà không bén thì trả lại cho em ha. Này cắt dây nhôm là tuyệt vời luôn, tỉa cành cũng được luôn đó nghe cô chú chị. Đó, tỉa mấy nhánh nhỏ trong cái nách á, em sử dụng cái này để em uống cây cắt kẽm á, để sẵn là kẽ luôn cũng được, rất là ok ha, gọi là sắc bén ha. Hàng này hàng của Nhật nghe cô chú chị. À, cây này thì giá là 150.000 một cây, em bao ship cho mình. Rồi tiếp theo là hàng mới về, loại mới nè cô chú chị, lâu lâu mới về được này ha cô chú chị. Hàng này là hàng của Nhật nha. Là sản xuất cho để sử dụng cho mình để dán cắt đầu của cái các cây á, mặt cắt của các cây á. Đó, sử dụng cô chú sử dụng mà giấy nhôm á. Đó, cái này là loại là keo nhôm. Đó, nó có một lớp keo ở bên dưới đây. Đó, cô chú anh chị để dán lên cái mặt cắt của cái cây mình mà mình đè lên đó. Đó. Đó, mình tha keo xong mình dán lên ha cô chú anh chị. Đó, nó sẽ mau kéo liền sẹo lại cho mình. À, keo nhôm ha, loại này hàng mới về luôn của Nhật luôn nha cô chú anh chị. Hàng này xài rất là ok nè. Đó, lâu lâu mới về được một lô như thế này nha cô chú anh chị. Rất là dày nha anh chị, nè, nó cuộn nó cũng dày lắm ha. Cô chú xài một cuộn này xài cũng rất là nhiều cây cho rất là nhiều cây của mình đó. Cõi cần lấy giấy nhôm ha, này có keo mà nó mạ nhôm ở trên này cho rồi làm dán lên vô ha cô chú anh chị. Dán vô là dính, dán vô là dính nha. Đó, cái cuộn như thế này thì là 70.000, cũng bao ship cho mình luôn ha. 70.000 một cuộn. Cuộn thế này 70.000 nha, mới về hàng mới về nha cô chú anh chị. Rồi, tiếp theo là cây dao ghép nha cô chú anh chị. Ghép dùng để ghép mai vàng hoặc ghép cây cảnh á. Đó, này mình gấp vô được nha anh chị. Đó, gấp vô được. Cây này bao sắc bén luôn ha. Này hàng của Nhật nha anh chị. Anh Gia Băng ha. Bao bán luôn, anh chị về mà không bán thì trả là hàng lại cho em ha. Một cây dao ghép này là 150.000. Em bao ship cho mình luôn ha anh chị. Đó, anh chị xem nè. Đó, hàng của Nhật. Đảm bảo chất lượng ha. 150.000. Rồi thứ hai là bộ đục. Bộ đục này gồm là 2 4 6 8 cây dưới một cái dùi ha, 8 cây dưới một cây dùi. Đây, cô chú anh chị xem nè ha, sắc bén luôn. Hàng đảm bảo sắc bén nha cô chú anh chị. Đó. Ở này em bán đồng giá là 350.000, 390.000 một bộ. Em bao ship tặng nhà cho mình. Giá là 390.000. Đó. Là gồm là 8 cây đục. Đó, bao bén nha, cô chú anh chị về mở hàng ra cứ test thử ha. Gồm 8 cây.
đục đủ loại hết trơn ha. Dưới một cây dùi này là 390.000 một bộ, em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn đó. Hàng rất là chất lượng nha cô chú anh chị, mở ra cứ xài thử đi, em xài rất là ok. Mấy hàng nào em đã xài rồi em mới bán. Rồi tiếp theo là kéo cắt cành. Kéo cắt cành thì nó có hai màu đó, màu đen và màu đỏ đó, trắng đỏ. Cây này thì 120.000 một cây, em bao ship 120.000 một cây, em bao ship nha cô chú anh chị. Hàng tuyệt vời, rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đó, hàng rất là đẹp luôn. Chất lượng là này đây, em đã xài rồi nha cô chú anh chị. Em bao hàng cho cô chị luôn. Về cứ mở ra test thử à, không bán thì khỏi trả hàng lại cho em ha. Kéo cắt cành là 120.000 một cây. Rồi tiếp theo là kéo tỉa. Kéo tỉa thì nó có hai loại, tỉa dài và tỉa bầu. Đó, hàng này của Nhật không nha anh chị. Nè, đó, đảm bảo với anh chị, hàng rất là chắc bán. Em đã từng xài rồi hết rồi. Kéo tỉa nó có hai loại ha, kéo tỉa dài và té tỉa bầu. Đó, rất là chất lượng luôn. Kéo tỉa này giá là, kéo tỉa là đồng giá nha quý anh chị, 180.000 một cây, em bao ship. Đó, cô chú anh chị nào cứ mở hàng ra xem. Đó, không chất lượng thì cứ trả lại hàng lại cho em ha. Hàng rất là đẹp luôn ha. Đó, rất là bén luôn ha. Hàng này em đã xài rồi em mới giới thiệu cho quý anh chị ha. Tiếp theo là cây cưa xéo. Rồi tiếp theo là cưa lách nha cô chú anh chị. Cưa lách bao hàng sắc bén luôn. Mít nhìn ra bằng luôn nè ha. Bao sắc bén luôn nha cô chú anh chị. Cưa này thì giá đây nè. Em mua lần là mấy trăm cây gì đó, về phục vụ cho cô chú anh chị ha. Giá cái loại cưa này chỉ là có 70.000, em bao ship. Mà cô chú anh chị nào mua cùng với cái gì em mới gửi theo nha cô chú anh chị. Bao sắc bén luôn, cô chú anh chị về em cưa đi, không bén nè trả lại em ha. Rồi tiếp theo là bộ cạp. Cạp gồm có hai loại, cạp xéo và cạp tròn. Này là cạp xéo nè nha quý anh chị. Cạp xéo là mình cắt cành, cành nhỏ cạp mấy cái đầu rồi ha. Đó, cạp tròn. Đó, cạp xéo, cạp tròn. Cạp này thì đồng giá là 350.000 một cây ha. Em bao ship tặng nhà cho mình. Đó, cạp xéo, cạp tròn ha cô chú anh chị. Cây rất là chất lượng, đẹp luôn. Đó, đây là hàng trong hộp, đây em để dưới đây nè. Đây. Đó. Đó. Hàng rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Đó. Này bao sắc bén ha, cặp xéo cặp tròn, đồng giá là 350.000 một cây. Em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Đó, cô chú anh chị nhận hàng cứ mở hàng ra kiểm tra. Đẹp, bén thì cứ nhận hàng giúp em ha. Rồi, tiếp theo là siêu kích rễ Trung Quốc nha cô chú anh chị. Đó, hàng của Đài Loan Trung Quốc. Bịch này là nửa ký, 500g. Đó, 500g. Cái này mình pha được với 300 lít nước nè nghe cô chú anh chị. Đó, mình ít ít thì mình muốn cà phê đầy cho 3 lít nước mình ha, 3 đến 5 lít nước. Muốn cà phê đầy á, mình pha 3 đến 5 lít nước để mình tưới gốc. Cái này tưới gốc nè cô chú anh chị. Này rất là mạnh ha, mạnh hơn N3M da tôi nít nhiều nghe cô chú anh chị. Này là mình chỉ phun dưới gốc thôi nghe anh chị, mình phun lá non là nó dễ bị vàng lá. Lá già thì được mà lá non lại bị vàng lá nè nghe cô chú anh chị. Đó, loại này rất là mạnh, kích rễ là cực kỳ, áp dụng cho tất cả các loại cây, thì mai vàng, nguyệt quế, linh sam, tất cả các loại cây mà cây phôi mình mới bứng về đó cô chú anh chị, sử dụng rất là tốt. Tuần mình có thể tưới 2 lần cho nó ha, để kích thích ra rễ cho nó. Rồi đối với cây mà thành phẩm, cây mà đã trưởng thành rồi á, cây sống khỏe rồi, mình định kỳ mình tưới 1 lần để mình giúp bù rễ cho cây phát triển tốt nha cô chú anh chị. Bịch này 500g thì em bán giá là 200.000, em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn ha. Cô chú nào, cô anh chị nào cần thì...